Tis đúng không? À, quý vị các bạn thân mến, Coleman đang có mặt tại nhà lưu trú sắc tộc Teresa ở số 99 đường Trần Nhật Duật, thành phố Buôn Mê Thuột. Và ngày hôm nay thì mình về để quay cái tiếng rau 4.0 để giúp cho cụ Tèo ở Buôn Hồ. Nhưng mà mình lưu trú tại thành phố Buôn Mê Thuột, cho nên là hôm nay mình cũng tranh thủ để mình đi tìm kiếm thêm cái nhân vật của khảo sát, cái tìm nhân vật cho show diễn cuộc đời sắp tới. Thì theo như mình được biết thì ở tại nhà lưu trú sắc tộc Teresa này có các bạn tự sản xuất, tự chế tạo nhạc cụ, và trong đó có một cái bạn trẻ tên là Tis. Và bạn này cũng là một cái nhân vật khá đặc biệt, bạn chơi được khá nhiều nhạc cụ và bạn cũng là người sáng tạo ra cũng khá nhiều nhạc cụ. Xin mời anh lên. Dạ. Mấy em đang làm chỗ này luôn anh. Ồ vậy hả? À, quý bà con thấy là cái khu lưu trú nuôi 200 em. Ồ, ở đây nuôi 200 em. Các dân tộc từ Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk đưa về để có sơ chăm cho đi học. Ồ. Ở cái nhà, ở cái khu lưu trú này mà bao nhiêu năm? Dạ, thành lập hơn 15 năm rồi. Hơn 15 năm hả? Ồ. Dạ, mời anh đi vô phía trong này. Ở đây mình thấy có mấy cái kiến trúc, mấy cái nhà dài. Nhà dài người Ede. Nhà dài của người Ede hả? Tí này em sẽ nói nhà dài người Ede nó khác với nhà Kon Tum, nó khác. Okay. Chờ đây anh, em tiếp đây, đang làm đây anh. Đây anh này muốn cho em để làm chương trình đây. Để em tiếp đây. Dạ, đây là người ghế này. Đây là anh Tuấn, là cái đồng mối để giới thiệu mình đây này. Đây Tis hả? Dạ. Tis. Tis hả? Có dạ. Có chi... tên đầy đủ của em là gì? Dạ, một tên vậy thôi. Một tên vậy thôi hả? Dạ. Bữa nay mưa quá, khăn bạt lên này. Ừ, em người em có thể ngồi lại cho nó sáng sáng cái mặt này. Em chắc lên nhà cho sáng. Không, em ngồi đây hay hơn, ngồi đây hay hơn. Ngồi đây. Hay hơn. Ngồi đây, em cứ làm đi, anh vừa làm vừa nói chuyện thôi. Không có sao đâu. Mình khế này được không? Ra đây được anh. À. Ồ, em đang làm đàn gì ạ? Dạ, mấy cái này em đang làm mấy cái ống binh pát. Một cái đàn mà mình nói là dạng ống đàn bát của mấy cái nhạc cụ này. Ồ. Em đang làm một bộ. Ồ, hay cái ta, cái ống này là ống tre hả? Dạ. Ô, mình làm ống nứa hả? Dạ, này là ống nứa. Nhưng mà mình làm sao mà mình tạo ra được cái tiếng hay vậy ta? Thường là như cái này là... Đây, đây cho em gắn mình tí xí, nói cho nói chuyện cho nó rõ. Ok, rồi, đẹp trai. Cái tiếng nó là do cái ống á. Ừ. Cái ống độ dày với lại cái độ dày và cao thấp này. Ừ. Nó càng ra tiếng khác nhau. Dạ, càng dài thì nó càng thấp, càng trầm lại. À. Còn càng ngắn thì nó càng cao. À, càng ngắn, càng cao. Như vậy thôi thì cái ông danh mượn thử này. Dạ. Cái cành là... cái này cái bằng cái gì vậy ta? Giống miếng da vậy. Dép. Hả? Dép á, em cắt ra. À, dép. Chỉnh thôi, lên dây thôi. Tiếng như vậy. Vậy thôi hả? Nó sẽ có đủ nốt luôn. Nó sẽ đủ nốt luôn. Ồ, hơi đủ bị độc nha. Đây cái này. Đó mà. Nó sẽ đủ âm thanh hết. Hay quá vậy ta. Đây bà con nghe thử nha. Này trầm hơn này. Dạ, đó là sòn. Sòn hả? Sòn 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 đô sòn nè. Sòn 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 đô sòn. Đô đây, sòn 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 đô đây. Sòn 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 đô, ha, có luôn. Đây là sòn 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 đô này. Ồ, vui vậy? Ồ, hay quá ta. Sòn 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 đô. Đô, vui quá. Vậy gõ vậy cũng được. Ủa sao hay vậy ta, cái này éo ten 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 ten. Ôi vui 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 vui. Trời ơi, thấy nhạc cụ của đồng bào Tây Nguyên mình độc đáo không? Ồ, đó có thể chơi ở mọi địa hình luôn chứ đâu có cần nhất thiết. Thường là cũng có mỗi đứa cầm cái gõ ra. Ồ, như vậy thì cái sự phối hợp là dạ, phối hợp tập thể hơi bị hay hả Tuấn ha.
tum 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 tum. Phải thêm nữa, phải thêm mấy bạn nữa vô. Anh Sơn, phải có anh Sơn vô ngồi nữa mới được. Rồi lại nha. Dạ, là một dãy vậy. Thôi vậy cũng hay lắm rồi, mệt quá. Làm lại nè. Nó bắt đầu thấy hơi nản rồi đó. Tiếp. À, cái đàn này của đồng bào ED hả? Thường thường là cái này là của Gia Rai. À, cải tiến từ Gia Rai. À, cải tiến từ Gia Rai. Là không có đánh như vậy, ngày xưa là nó vỗ vậy này. Nó vỗ vậy này. Đó, vỗ vậy đó. Vỗ vậy xong bây giờ nó thực hành có rồi, nó cải tiến lên. Cải tiến dần. Đưa lộn đầu. Này nha, đừng có đùa với tôi nha, tôi biết làm nó nha. Đây. Có sức kỳ gì ta? À, sẽ nằm ngang ngang vậy. Nằm ngang ngang vậy. Cái hơi nó sẽ ra cái tay này. Vậy. À thử. Nó sẽ, mình sẽ vỗ thẳng vậy. Đó. Cái tiếng nó, cái hơi nó sẽ ra thoát từ đây. Đó. Đúng rồi. Nó sẽ treo một dãy dài. Nó sẽ treo một dãy dài vậy, xong rồi mình sẽ gõ theo thôi. Gõ, đánh theo một hàng dài vậy. Một cái dàn dài như vậy nó tổng cộng là bao nhiêu thanh? Là 2 quãng 8. 2 quãng 8 hả? Dạ, 2 quãng 8. Tổng bao nhiêu, tổng cộng là bao nhiêu thanh này nè? Tất cả thanh thì nó tới 26, tất cả thanh dáng nữa. Bây giờ cải tiến cả thanh dáng nữa. Nó sẽ nhiều hơn. Dạ, công việc của Tít là ngày nào cũng làm vậy hả? Dạ, thường thường thì em ở đây là sáng thì làm mình vậy chứ tác đàn, còn chiều thì mấy em học xong á, cái giờ nào mà mấy em giải lao á, là mấy em vô đây là chỉ cho mấy em làm. Và các bé ở trong cái khu lưu trú này á hả? Dạ. À, là cứ mỗi buổi chiều vậy khoảng 10 em ra vừa học vừa làm thôi. Học xong mà khoảng 5 giờ đầu nghỉ á, làm xong rồi bắt đầu nghỉ là bắt đầu đứng lên cho mấy em tập đánh nhau vậy. Năm nay em bao nhiêu tuổi? 27. Bạn Tít này 27 tuổi, là sinh năm mấy à? Để coi. 93, tuổi con gà. Con gà luôn, nhỏ mình hai con giáp. Sao bạn già gà, người ta giỏi vậy, gà mình không có nghệ thuật, không biết nghệ thuật gì hết trơn. Mấy em ở đây thì giờ chiều như sáng như bây giờ là mấy em đi học về. Em không tụ tập được, chưa tụ tập được. Còn nếu mà chiều là mấy em đã học xong đủ hết. Em à, các em ở đây nó đi học. Dạ, học ở ngoài. Học ở ngoài rồi mới về. Dạ. Tối về đây nghỉ hả Tuấn? Dạ. À, trưa về. Vậy là chút xíu nữa các em nó về chắc đông lắm hả Du? Đang cơm hả? Dạ, nó cũng chưa về, chưa đủ lắm. Nhưng mà Tít ở đây, ở tại đây bao lâu chưa? Lâu lắm rồi, từ lúc ngày xưa. Em cũng còn nhỏ giống như các bé luôn hả? Dạ, ngày xưa em ở từ xưa tới giờ là 17, 18 năm rồi. Thì em cũng mồ côi luôn. Không hẳn, một cô nhà thì ở trong vùng sâu vùng xa. Đi lên trường rất là xa, khoảng 15 cây số. Thì lúc đó đi bộ thì xa quá, thì lên đây học. Nhà Tít ở đâu? Nhà Tít đâu? Ở trong huyện, ở bên Krông Bắc. Huyện Krông Bắc. Dạ, đường đi về Nha Trang á. Từ đây đường. Vậy từ đó mà xuống đây cũng hơi xa. Dạ, thì từ nhà về đây khoảng 50 cây. Học ở trên này luôn, nhỏ giờ ở trên này luôn. Giờ học xong rồi ở lại đây rồi chỉ lại cho các em. Muốn hơn chưa? Chưa có gia đình luôn. Có rồi, có gia đình hả? Trời. Chuyện tình của anh này dễ thương lắm anh. À. Một cô giáo lên đây dạy ở trên này. Dạy như tình nguyện á, xong rồi gặp anh này rồi anh chị cưới nhau luôn. À thôi để bạn kể đi. Bạn kể chuyện tình của em đi, đúng rồi. là em gặp bà xã em ở đâu? Ở đây. Dạ, thường thì ở đây nó có một cái lớp hè á. Thì sẽ có một cái lớp lên đây, bên công giáo thì nó có cái hội linh thao á. Linh thao thì lên đây linh thao. Thì trong lúc đó thì quen nhau ở đây thôi. Quen nhau thì xã của em thì đang dạy, lúc đó đang dạy ở Sài Gòn. Bà xã em dạy Sài Gòn. Dạ. Bà xã em là người Sài Gòn. Vừa người Phan Thiết nhưng mà sống ở Sài Gòn 8 năm rồi dạy dưới đó. Hôm lên thì quen từ đó thôi. Dạ. Xong cưới luôn. Quen được 5 năm rồi. Quen 5 năm rồi cưới luôn. Giờ bà xã em về đây luôn. Dạ, về đây luôn.
À, dạy trên này, dạy dạy ở đây hay là dạy ở dạy các ngoài ạ? À, ngoài. Về đây thì vẫn ở ngoài, ở đây vẫn dạy múa. Ồ, vậy là tôi em lập gia đình từ năm 22 tuổi. Không, quen là 5 năm còn à. Cưới, quen 5 năm mới cưới. Ừ, mới cưới giờ, đây. Dạ mới cưới đây, mới cưới giờ gần 2 năm. Cái này vô tình đó, hoàn toàn không có, mình không có biết gì trước hết á, tự nhiên đùng cái mình hỏi chơi thôi, tại vì mình nghĩ là bạn sẽ ở đây, chắc là bạn sẽ sống độc thân đây suốt đời, ai già hỏi rằng cái già có gia đình rồi, hết hồn luôn. Chơi gì? Thử đi, thử biểu diễn cho bà con xem thử. À phải có cái chỗ đúng không? Dạ. Vô trong kia có cái đàn ấy thì em chơi được bao nhiêu nhạc cụ tiếp? Cái gì em chế tác được thì em chơi được hết. À tất cả là em chế tác là em chơi. Dạ, chế tác là em chơi hết. Đến giờ thì nó có. Cho tới giờ phút này tới giờ thì em đã chơi, em được bao nhiêu nhạc cụ rồi? Chế tác thì chắc mười mấy 20 nhạc cụ á. Là cả nhạc cụ nào cũng chơi được hết. Dạ, cả sáo gì. Ừ. Cả cũng như cái cồng chiêng á thì em mua cái đồng về xong em gò ra nốt. Ừ. Gò lại thì nó ra nốt. Đồng vẫn chơi. Nhiều giờ làm được cái gì thì cũng tập tành để chơi vậy thôi. Nhưng mà đợt này thì nhạc cụ nó mưa á, hay bị ẩm lắm, bị ẩm. Cái nứa hả? Dạ. Nứa này mình lên rừng mình... Dạ. Rồi, lên rừng. Phải lên rừng. Okay. Em tự lên rừng hay em đi mua? Tự lên rừng. Em tự lên rừng tự em ấy luôn. Thì nó chắc hơn. À tự đi thì mình sẽ tìm nó tốt. Dạ. Hơn đúng không? Già quá cũng không có hay. Ừ. Non quá cũng không hay. Tự lên rừng. Phải quay cảnh tít lên rừng tìm nguyên liệu để về làm cái đàn. Nó có hai loại nứa nữa, mỗi vùng khác nhau nữa, như cái nứa này là nứa của Đắk Lắk. Còn như cái nước Kon Tum nó vàng vậy. Ồ. Tại cái đất Kon Tum là đất đá, đất sỏi. À. Thì khi nó mọc trên đó thì nó sẽ vàng. Còn của Đắk Lắk thì nó đất Ba Gian nó màu mỡ hơn. Nó ra cái màu nâu nâu đúng không? Màu nó hơi nâu nâu hơn. Còn cái đất của Kon Tum thì vàng đẹp hơn. Là mấy cái da đàn, mấy cái đàn... Dạ, rừng. Mấy đàn tơ rưng đó hả? Dạ. Đúng rồi. Em có làm được đàn tơ rưng không? Tất cả cái này sản xuất hết ở đây. Ôi. Từ đây ra hết. Nhưng mà em sản xuất rồi em bán hay sao? Tại ở đây thì cũng có, vẫn bán. Ừ. Bán cho các đoàn. Tức là bán rồi. Tức là em sản xuất dùng cho nhà lưu trú. Dạ, hiện tại bây giờ thì em sản xuất rồi, các nguồn thu nhập này nọ thì là em biếu cho khách sơ luôn. Dạ. Thì lâu hàng tháng sơ vẫn trả. À. Hàng tháng có coi như là coi như trả thù lao cho em. Dạ. Còn em thì sản xuất do dùm cho các sơ. Lúc đầu thì sản xuất thì có cái ý hướng thì chỉ có phục vụ tại nhà thôi. Ừ. Phục vụ để cho mấy em nó giữ cái bản sắc thôi. Còn khi mà về lâu về dài cả mọi nơi nó biết tới, nó đánh cái đàn của mình nó cảm thấy nó chất lượng. Thích nữa hả? Chất lượng hơn thì nó quay lại. Rồi từ lúc đó là các lễ hội lớn lớn này nọ là nó cứ vô nên đặt đàn. Ồ. Tại bây giờ từ xưa giờ làm nó không dư cây nào ấy. Vậy hả? Dạ. Làm được 2-3 năm nay. Cái này là thầy làm đàn luôn chứ không phải là... Ít đi diễn lắm, cứ làm là chính. Ừ. Đàn. Nhưng mà em vẫn biểu diễn được đúng không? Được, em vẫn biểu diễn được. Ừ. Ít lâu. Nhưng mà em có thích biểu diễn không? Cũng thích, nhưng mà em không tự tin lắm. Không tự tin lắm mà. Dạ, cứ ngồi làm thích thôi. Còn đi lên sân khấu thì không tự tin. Và diễn 1-2 lần là nó cứ gọi tới nó... Tức là vẫn lâu lâu vẫn đi diễn. Dạ. Nhưng mà diễn thì xong ta mời đi nữa thì dạ. Thì ngại. Tại vì khi của em đánh á thì em đánh thuộc truyền thống hơn. À. Mình đánh còn như ở ngoài nhạc viện hay là họ cải tiến lên á. Còn họ khi mà tìm cái bản nhạc nào mà nó truyền thống thì... Ừ thì anh cái chương trình của anh á. À. Tên là cái chương trình là show diễn cuộc đời. Thì cái chương trình này anh hay tìm những cái người gọi là mình nói nó giống như mình nói giống như quái kiệt vậy đó. Tức là họ có tài năng nhưng họ không có điều kiện. Ví dụ như là họ bị khiếm thị, khiếm thính vân vân rồi họ hoặc là họ phải mưu sinh. Thì trong đó ngoài ra thì anh cũng có những cái nhân vật không chỉ là những nhân vật vậy mà những cái nhân vật khác, ví dụ như một ông chú đi đánh đàn cho đánh guitar rất là hay mà mấy chục năm trời chỉ đi đánh cho các phòng trà. Thì anh tìm những cái nhân vật giống vậy á. Thì em thì anh nghĩ là cũng là một ứng cử viên giống vậy. Thì anh muốn là xuống nói chuyện với em trước. Tại vì hầu hết những cái nhân vật này đều rất là đam mê âm nhạc, đam mê nghệ thuật.
thì anh sẽ tổ chức một cái chương trình riêng, giống như một cái live show riêng vậy đó. Thì thứ nhất là để bà con cô bác xem rồi ủng hộ, tại vì có những người họ rất là thiếu điều kiện, hoặc là ví dụ như trường hợp của em thì anh nghĩ là có thể là mình tham gia cái show. Biết là em cũng ngại biểu diễn không, nhưng mà thì mình coi như mình hy sinh làm cái show, rồi có thể mình mời thêm rất là nhiều các nghệ nhân nữa, hay là các những cái nghệ nhân ở đồng bào mình nè, tại đây luôn rồi mình biểu diễn ở đây, xong mời bà con tới xem. Thì bà con sẽ mua vé, phải mua vé đàng hoàng nha. Mua vé, nhưng có khi là người ta mua vé bằng tiền, có khi là ở một số địa phương người ta không có tiền thì người ta sẽ đổi đồ, ví dụ ở đây đổi gạo, đổi thóc, đổi lúa rồi để tới xem show kia, kiểu dạng vậy. Rồi rất nhiều mạnh thường quân á của mà yêu thích các chương trình của anh á thì họ sẽ đóng góp. Thì anh nghĩ nếu em tham gia thì mình sẽ có khi mình sẽ kiếm, mình có một số tiền lớn, mình giúp cho cái khu lưu trú sắc tộc của Teresa mình nè. Đó. Ừ. Tại như cái lưu trú này nó thành lập là từ 2003. Giúp cho các sơ để phụ cho các thêm một cái khoản kinh phí để nuôi giúp cho các bé. Hả? Dạ. Thì anh thấy nó ý nghĩa đúng không? Nhiều khi mình làm á thì mình không thích. Bản thân mình không có, nhiều khi mình làm cho mình thì mình sẽ đôi khi mình không đủ tự tin hoặc mình không đủ động lực, nhưng mà nhiều khi mình làm cho người khác thì mình đủ, thì mình lại sẵn sàng chiến đấu. Ha, hôm nay anh đi lên thuyết phục em đó, nếu em ok thì xem như là anh sẽ mời em, rồi tụi anh có chương trình đàng hoàng, phải tính toán tổ chức chương trình khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Rồi anh kêu gọi thông tin cho bà con giả như Buôn Mê Thuột, hoặc là anh sẽ xin ở trung tâm văn hóa tỉnh này, giờ đó ra nó biểu diễn đàng hoàng. Yeah. Ha, làm cái chương trình rồi xong rồi cái người ta đóng góp thì nguyện cũng có, rồi mình mua vé cũng có, mình gom hết cái đó lại thì cái phần đó thì em tùy em thôi. Một là em sử dụng vào cái việc gì thì một phần, còn một phần thì có thể là phần còn lại thì em trao tặng cho nhà lưu trú. Thì anh nghĩ nó rất là ý nghĩa. Thật sự thì ở nhà lúc làm vợ xong rồi vợ nó cứ vợ nó vợ cứ qua hả, đang coi chú Coleman đúng không? À có hả? Có, hay coi chương trình. Vậy hả? Vậy thì quý quá. Vậy thôi, làm vì anh thôi. Coi mà coi xong rồi lại là rồi nó cái nói lại coi chương trình đúng không? Không, thật ra cái này mình cũng không nghĩ nó là một cái show gì mà nó quá tài năng. Nói chung là mình có năng khiếu, mình có đam mê, và mình chưa có một cái cơ hội nào thực sự là mình đứng trên một cái sân khấu riêng của mình á. Thì thật ra anh muốn làm dùng cái đó để làm cái cớ để mình biểu diễn, rồi xong mình thực hiện cái đam mê cái của mình. Rồi mình chia sẻ cho bà con đến thưởng lãm, rồi sau đó thì mình những bà con đến thì ủng hộ nữa. Thì từ cái ủng hộ đó có những người hoàn cảnh khổ lắm. Thì có thể là các cô các chú đó thì cái hoàn cảnh khó khăn quá thì có thể giữ toàn bộ cái số tiền quyên góp được từ cái show diễn cuộc đời. Còn nếu mà như Tít mà Tít cảm thấy là mình thì cũng còn có điều kiện hơn số người thì mình nhận một phần thôi, một phần thì mình trao tặng lại cho những cái nơi mà khó khăn hơn, hoặc những cái tổ chức giống như nhà lưu trú mình á. Dạ. Vậy chơi ha. Bắt tay nha. Rồi, hứa rồi nha. Thì Tít có đạo không? Dạ có anh. À có đạo hả? À? Em theo đạo Công giáo luôn. Dạ. Ừ. Rồi, vậy các bạn thân mến, hôm nay lại tiếp tục thấy được rất là mừng, tại vì cái chương trình này khó lắm. Rất là khó đi tìm được người tài năng, thì các tài năng thì cũng nhiều, quái kiệt cũng nhiều. Nhưng mà để đồng ý mời được tham gia một chương trình show diễn cuộc đời thì nó không hề dễ dàng chút xíu nào. Và nếu mà các bạn nhìn thôi thì cũng mình nghĩ là có rất nhiều chất liệu để kể về bạn Tis của chúng ta đúng không? Đó, bạn là một cái người mà chế tác đàn mà được cả mười mấy, gần 20 loại đàn, 20 nhạc cụ dân tộc. Bạn là người Gia Rai hả? Sê Đăng, bạn là người dân tộc Sê Đăng. Đó. Mình nghĩ sẽ rất là thú vị ha, có rất nhiều chất liệu để khai thác. Và ở đây có chỗ nào mà em có thể em biểu diễn nhẹ nhẹ được không? Đánh đàn nha, hay cái đàn tơ rưng hả? Ừ. Mấy cái ống này là đàn tơ rưng hả? Dạ, mấy cái ống này thì chưa làm á. À. Dạ, còn tơ rưng thì có gì cho tặng cho anh hai ống về anh làm. Dạ. Được. Hai ống nước. Thì gõ hả? Tùm
anh gõ thêm một bài luôn á. Gõ thêm một bài ít nhất cũng phải 8 ống. À, một bài 8 ống hả? Đủ một... Ừ, vậy thôi chắc cho anh mua 8 ống đi. Đó. Mua đàng hoàng. Dạ, đánh một đoạn thôi mà. Ừ, em cũng đánh thôi. Bài ngoài gì cũng được mà. Ừ, bài nào cũng được em, bài vui mà. Dạ. Em thích bài gì anh đánh bài đó thôi, đánh... Dạ. Bài gì mà xưa đánh mà cua bà xã đó. Đó, bài gì mà em đánh cái xong rồi em tỏ em cầu hôn cái bà đi theo em luôn á. Tự nhiên đi diễn mà bây giờ không đánh được. Giờ không đánh được. Lý sao kỳ vậy? Tại Galaman là thôi để Galaman biểu diễn đi nha. Dạ. Rồi ok. Này dễ bị chửi lắm. Không biết là gì. Cái cây này thì nó ủa sao cây này nó dẻo dẻo đã ha, lạ ta. Cái cây này thì nó đủ thân dáng á, đánh bài ngoài đời bài gì cũng được hết. Ừ. Tức là đánh nhạc của cả tân nhạc luôn hả? Được hết. Thí dụ bài tân nhạc, bài tân nhạc. Tân nhạc. Của nó thì có một hàng thôi. Mình cải tiến lên cả thân dáng. Cái truyền thống của nó, cái đàn tơ rưng truyền thống nó bao nhiêu thanh ta? À, truyền thống của nó thì tùy dân tộc, như Gia Rai á, thì nó có 16, 17 ống. Còn như Sa Đăng của bên em là nó có 13 ống. Nó chỉ có mỗi dân tộc nó khác hả? Dạ, dân tộc khác nhau hoàn toàn. Ồ. Nó chỉ ngũ âm thôi, ví dụ như là Si, nó sẽ là Si đây. Si, Do, Mi, không có Re. Si, Do, Mi, Fa, Son, Si. Đó, nghe cái tiếng nó ngũ âm thôi. Cỡ đó thôi. Nó không có Re với La. Dạ. Mỗi dân tộc nó khác nhau. Dạ rồi, thôi chắc là nhà nhá hàng nhẹ nhẹ vậy thôi ha bà con. Thật ra thì mình cũng muốn chia sẻ lại với quý vị khán giả để đứng chơi với anh em. Show diễn cuộc đời không có làm một cái gì mà nó quá lớn lao hết. Mình nghe cái tên thì mình nghĩ là nếu mà nói show diễn để đời thì nó lại là khác. Còn show diễn cuộc đời tức là trong cuộc sống, cuộc đời của chúng ta, tất cả chúng ta đều ai cũng mong mỏi, cũng mong muốn một có một lần mình có một cái live show gì đó. Nói chung là có thể là hoặc là ngay cả khi các bạn đi karaoke cũng vậy đó, luôn luôn là các bạn hay có một cái live show. Ví dụ như live show của Thúy Ngân, ví dụ live show của Nga Xoài, ví dụ đó là bữa các bạn để ý đó là tất cả chúng ta đều luôn luôn thích rằng mình sẽ có một cái chương trình gì đó của riêng mình, đúng không? Mà nhiều khi mình quên rằng là mình làm phiền người khác luôn. Nó đùa thôi, nhưng mà show diễn cuộc đời thật ra là hướng đến một cái điều nó rất là đơn giản, nó dung dị hơn rất nhiều. Đó là có những cái nhân vật giống như bạn Tít chúng ta
đó, bạn cũng là một trong những cái mình nghĩ chắc chắn đam mê âm nhạc là khỏi phải bàn. Hai nữa là bạn là có năng khiếu và có cái tài năng, bạn chế tác nhạc cụ rất là giỏi và bạn cũng có thể biểu diễn được, thì Show Diễn Cuộc Đời là tìm kiếm những nhân vật như vậy đó. Những nhân vật rất là đời thường, họ có một có chút tài năng, có đam mê, nhưng cái chính là họ cần có một cái sân khấu để được đứng một lần lên sân khấu và dùng cái cơ hội đó để mình giúp tự giúp bản thân mình cũng như giúp đời, giúp người đó. Mục đích của Show Diễn Cuộc Đời đơn giản là như vậy. Mình mong rằng quý vị các bạn hiểu, chứ nó không phải là một show diễn dành cho những nghệ nhân, những nghệ sĩ mà gọi là hàn lâm hoặc là những nghệ sĩ ưu tú nhân dân gì đó. Show Diễn Cuộc Đời không phải là như vậy đó. Nhưng mà đâu đó cũng phản phất chúng ta cũng sẽ thấy có rất nhiều tài năng vô cùng xuất sắc đó. Nhưng bên cạnh đó, cái câu chuyện của những nhân vật như thế này mới là quý. Rồi, cũng rất mừng. Nói chung là hôm nay mọi người thấy bạn Tis là hôm nay hơi khớp phải không? Không đâu. Trên sân khấu Show Diễn Cuộc Đời, chúng ta sẽ thấy một bạn Tis hoàn toàn khác. Carmen tin chắc là như vậy. Bởi vì sẽ có tập luyện, sẽ có này có kia nữa, và có sự hỗ trợ nữa. Thôi chơi ha. Nha, hứa rồi nha, đừng anh hứa xong rồi và bữa alo thôi anh ơi, em ngại lắm, chết tôi luôn á. Không, chắc phải cố gắng thôi. Cố gắng đúng không? Làm gì làm có, thì thật sự đây là anh nghĩ cũng là một lần. Có thể nó sẽ là một lần mà duy nhất luôn. Và mình có đứng trên một cái sân khấu lớn chung với các nghệ sĩ khác rồi mình cũng, nhưng mà cái ý nghĩa, anh nghĩ cái ý nghĩa đó là nó quan trọng hơn là mình muốn thể hiện bản thân tôi làm cái gì đó. Không, cái chương trình mục đích nó không phải vậy. Xem mình có duyên ha. Dạ. Đó là coi như em nghĩ tới là bây giờ em làm cái chương trình này là vì một món quà tặng cho bà xã đi. Thấy không? Hy vọng video này lên thì đó, bà xã sẽ coi, sẽ nói ôi đó. Đó, anh quyết định anh tham gia cái này. Thật ra anh ngại lắm nhưng mà vì em, anh gật đầu với anh Coleman. Dạ. Vậy hết tiết ha. Dạ. Nhưng mà nhá thì thôi, chứ thật ra mình biết bạn này có thể chơi mười mấy nhạc cụ lận. Sẽ có nhiều cái để xem lắm. Rồi, đến đây thì Coleman xin được khép lại video này. Tại đây mình đang có mặt tại nhà lưu trú sắc tộc, nhà lưu trú sắc tộc Teresa. Ở đây mình thấy nó còn rất nhiều điều thú vị nữa. Mình đi sẽ đi một vòng rồi thăm cả sơ sáng lập ra đây nữa. Sơ Thuận đúng không? Dạ đúng rồi. Sơ Thuận là sơ sáng lập ở đây hả? Dạ. Mình cũng sẽ vào thăm rồi thăm các bé ở đây hơn 200 bé. Chắc là dễ thương lắm. Mà sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn nếu như những cái video như nếu mình thấy có những cái chất liệu gì vui vui hấp dẫn. Xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Ở đây cũng là một cái điểm đến mà mình nghĩ là mọi chúng ta lên Buôn Mê Thuột có nhiều khi mình đi tìm tới quán ăn, mình đi tìm rất nhiều hoạt động, nhưng mà ở đây cũng là một cái nơi mình nghĩ các bạn có thể đến để vừa xem vừa giúp đỡ và làm những công việc thiện nguyện để giúp các sơ, giúp cho nhà khu lưu trú sắc tộc này. Xin chào tạm biệt. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Nhớ cho anh tắm cái ống nha. Tắm ống hả? Không, anh cho mua 8 cái ống. Lựa luôn không? Em lựa giùm anh luôn đi. Lựa sao có thể đánh được á? Cái bài giờ bài nãy ha. Cái bài nãy hả? Các cụm cụm các cụm 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 đúng không? Cũng được. Đó cũng được. Đó em lựa cho anh 8 ống đó ra thử xong thử luôn. Anh về anh tập. Các cụm cụm thì nó nhiều hơn. À vậy hả? Cụm nhiều hơn. Còn cái gì ít hơn? Trên này luôn rồi. À có ghi nốt đây luôn hả? Dạ. Đó là la. Cái này đô. Dạ đây là. Chữ C là đô. Chữ A là la. La. Ồ tôi cũng có một chút xíu kiến thức âm nhạc nha. Do re mi fa sol la si do. Là có bài rồi đó, cửa đó là có bài rồi. Này quý lắm nha. Mỗi lần đi, mỗi lần ôm về nhà mốt rồi. Mốt nhà giống như cái diện giống như cái gì, nhà bảo tàng. Mấy cái xe đã bào đã biết đâu giờ mà mốt mấy các cô các chú đó mà không còn nữa, xin mang về để thành một tiếng rao museum. Làm xong là mình phải đánh dấu lên luôn vậy hả? Chứ đâu có nhớ đúng không? Gõ thì cũng nhớ nhưng mà thay vì cứ đánh dấu lên trên nhanh. À cái ống đây là cái phía trước.
À, thế sao? Này thường thường mấy em á, cầm mỗi người một cái bắt đầu là cứ tới nốt ai. Có em nào cầm cái không? Vô đây nè. Em nào vô đây nè. Thử hả? Em Vân, em Sơn rồi vô đây nè. Đó, cho em Sơn vô đây luôn nè. Trời ơi, gần 70 tuổi rồi mới được chơi đàn này. Này là giống chơi, chơi đàn kia nhiều quá. Chơi đàn kia không à. Chơi đàn tì. Chơi đàn tì bà không à. Ok. Vui á, vui. Vậy chắc được, đủ á. Đủ chưa? Ngân Trang vô đây nè, vô tham gia, nó vui nè. Cách thử cái bài hồi nãy coi. Rồi, dễ. Dạ. Son là Son, đô son á. Son. Đô đây. Ừ. Đô rồi, lại nha. Anh á. Anh là son, anh là phải ba cái nè, son đô rồi. Rê đây. Là thử nha. Rê bên kia mà. Son, anh đi. Son. Anh xuống cái nữa. Rồi lại nha. Rồi. Son đô. Là đô chắc cái này phải thứ tự nó mới dễ rồi. Tự em... dễ ăn lắm hả? Nếu em... mà dễ ăn thì tất cả chúng ta đã trở thành nghệ nhân rồi. Thì như mấy em nó sẽ cầm lên một dãy á, nó sẽ. Ồ mấy đứa nhỏ mà nó làm hay á nha. Dạ. Lát kêu vàng cái vàng mấy đứa nhỏ nó dạ. Chơi vui ha, dạ. Đúng không? Thì... Dạ rồi thôi. Sẽ... Thôi làm slide son đố son đi. Rồi đây. Cứ son đố son là ra 5 đứa vậy thôi. Dạ. Rồi. Nó cũng dạng vậy khi mà riêng cái bài này là mấy cây đủ rồi. Để về anh với anh Sơn tập á. Cỡ này là hai ông già ngồi tập hả? Cỡ này đủ rồi. 6 cây. Cỡ này là đủ rồi. 5 cây, 6 cây. Rồi thôi rồi, thôi ta thôi làm mua 6 cây kỷ niệm đi. Rồi. Ôi, rồi, thư ký thư cò đâu rồi? Thôi tặng anh cô luôn nè. Tặng anh ha. Dạ. Không mà nếu mà mua thì bao nhiêu cái này? Không, anh nói ví dụ giá đó. Nó theo ống. Theo ống hả? Dạ, theo ống. Thì giờ một ống gì sao mình bán sao? Mình bán sao? 50. Ống 50. Dạ. Không mà làm rồi, thôi gửi tiền đi. 6 ống 300. Thôi không. Cái nào? Không cái này làm để giúp cho ấy mà. Rồi gửi cho khu cho khu chắc luôn. Lên đây đi. À lên đó ha. Rồi ok, vậy đi. Mất khoáng. Dễ thương quá bà con ơi, nói thiệt sự luôn á, đúng rồi. Hạnh phúc, mình cảm thấy là mình thật sự hạnh phúc mà mình rất là may mắn luôn. Càng đi mình càng cảm thấy mình may mắn là mình được trải nghiệm nhiều thứ mà mình nghĩ chắc trong cuộc đời không phải ai cũng thể có được. Hy vọng quý vị các bạn ủng hộ cho show diễn cuộc đời nha. Đó, đây là một cái chương trình mà nó không có cái gì quá lớn lao. Nó cũng không phải là một chương trình là nghệ thuật rồi thuần túy mà nó hướng đến cái gì đó. Nó cái giá trị nghệ thuật quá lớn mà thật sự cái giá trị nhân văn, cái giá trị xã hội đằng sau đó thì nó mới là cái mục đích mình hướng đến. Nhưng kết hợp một chút xíu có nghệ thuật, có âm nhạc, có dạy thì tính giải trí nó sẽ cao hơn và sẽ có nhiều cái để xem, đúng không nào? Xin chào tạm biệt quý vị các bạn.